Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học tiếng Việt lớp 4 tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 21, Những cánh buồm, trang 98. Chúng mình cùng tham gia khởi động, tìm lời giải cho câu đố dưới đây. Bến sông bờ suối là nhà, gọi con, gọi chiếc vẫn là một thôi. Nối hai bờ đỡ xa xôi, ngày đêm đưa khách đón người qua sông là gì? À, đó là con thuyền, hay còn gọi là con đò. Và hôm nay chúng mình học bài Những cánh buồm. Đây chính là bức tranh minh họa của bài đọc. Những cánh buồm, phía sau làng tôi có một con sông lớn chảy qua, bốn mùa sông đầy nước. Tôi yêu con sông vì nhiều lẽ, trong đó có một hình ảnh tôi cho là đẹp nhất. Đó là những cánh buồm. Ngày lại ngày, cánh buồm đi như rong chơi, nhưng thực ra nó đang đẩy thuyền đi. Những buổi nắng đẹp, trời trong, những cánh buồm xuôi ngược giữa dòng sông phẳng lặng. Có cánh màu nâu như màu áo của mẹ tôi, có cánh màu trắng như màu áo của chị tôi, có cánh màu xám bạc như màu áo bố tôi, đã suốt ngày lam lũ trên cánh đồng. Gặp khi giông bão, dòng sông cuồn cuộn nổi sóng, những con thuyền phải ghé vào bến, buồm được hạ xuống, những cánh buồm cuộn tròn nằm trên mũi thuyền. Không hiểu lúc ấy cánh buồm suy nghĩ gì, trong khi gió ra sức gào thét và mưa tuôn như chút. Những ngày lộng gió, từ bờ tre làng, tôi nhìn thấy những cánh buồm căng phồng như ngực người khổng lồ, đẩy thuyền đi đến chốn, về đến nơi, mọi ngả, mọi miền, cần cù nhẫn nại suốt năm, suốt tháng, bất kể ngày đêm. Những cánh buồm chung thủy cùng con người vượt qua bao nhiêu sóng nước, thời gian. Đến nay con người đã có những con tàu to lớn vượt biển khơi, nhưng những cánh buồm vẫn sống mãi cùng sông nước và con người. Theo Băng Sơn. Chúng mình đọc một số từ khó: chảy qua, nhiều lẽ, rong chơi, phẳng lặng, lam lũ, giông bão, nổi sóng, mui thuyền, chút, lộng gió, căng phồng, khổng lồ, nhẫn nại, sóng nước. Chúng mình luyện đọc câu dài. Không hiểu lúc ấy cánh buồm suy nghĩ gì, trong khi gió ra sức gào thét làm mưa tuôn như chút. Những ngày lộng gió, từ bờ tre làng, tôi nhìn thấy những cánh buồm căng phồng như ngực người khổng lồ, đẩy thuyền đi đến chốn, về đến nơi, mọi ngả, mọi miền, cần cù nhẫn nại suốt năm, suốt tháng, bất kể ngày đêm. Đến nay con người đã có những con tàu to lớn vượt biển khơi, nhưng những cánh buồm vẫn sống mãi cùng sông nước và con người. Bài Những cánh buồm được chia đoạn như sau. Đoạn 1, từ đầu cho đến cánh buồm.
Đoạn 2 tiếp theo cho đến trên cánh đồng. Đoạn 3 tiếp theo cho đến tuôn như chút. Đoạn 4 tiếp theo cho đến bất kể ngày đêm. Đoạn 5 là phần còn lại. Chúng mình sẽ luyện đọc từng đoạn rồi đọc cả bài. Sau đó chúng mình chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Câu 1. Hình ảnh nào được tác giả cho là đẹp nhất khi nghĩ về làng quê của mình? Đó là hình ảnh những cánh buồm. Hình ảnh những cánh buồm được tác giả cho là đẹp nhất khi nghĩ về làng quê của tác giả. Câu 2. Cánh buồm được miêu tả thế nào vào mỗi thời điểm? Những ngày nắng đẹp, những ngày lộng gió, những ngày khi giông bão. Những buổi nắng đẹp, cánh buồm được miêu tả. Những cánh buồm xuôi ngược giữa dòng sông phẳng lặng. Có cánh màu nâu như màu áo của mẹ. Có cánh màu trắng như màu áo của chị. Có cánh màu xám bạc như màu áo bố. Những ngày lộng gió, những cánh buồm cuộn tròn nằm trên mui thuyền. Khi giông bão, những cánh buồm căng lồng ngực như người khổng lồ đẩy thuyền đi đến chốn, về đến nơi mọi ngả mọi miền. Cần cù nhẫn nại. Mỗi thời điểm, cánh buồm hiện lên với những vẻ đẹp khác nhau. Dù ở thời điểm nào, vẻ đẹp của cánh buồm cũng gắn với con người. Trong sắc màu của cánh buồm, tác giả nhìn thấy màu áo lao động cần cù của mẹ, của cha, màu áo tinh khôi của chị. Tác giả nhìn thấy sự bình yên, thảnh thơi sau chuỗi ngày lao động vất vả của làng quê ẩn sau hình ảnh. Cánh buồm nằm cuộn tròn trên mui, cách so sánh hình ảnh cánh buồm lộng gió với hình ảnh ngực người khổng lồ vừa miêu tả đúng hình dáng cánh buồm khi gặp gió, vừa tạo liên tưởng thú vị. Cánh buồm cũng mang sức mạnh của người khổng lồ đẩy thuyền lướt băng băng trên sông, đưa thuyền đi đến mọi ngả, mọi miền. Biện pháp nhân hóa so sánh không chỉ mang đến cho cánh buồm những vẻ đẹp sinh động mà còn tạo được sự gắn bó giữa cánh buồm với con người. Ta như nhìn thấy con người, nhìn thấy cuộc sống lao động thông qua hình ảnh cánh buồm. Câu 3. Em thích cách tả cánh buồm vào thời điểm nào? Vì sao? Có bạn thích tả cánh buồm vào buổi nắng đẹp vì cách tả ấy cho thấy cánh buồm rất sinh động với nhiều màu sắc và sắc thái khác nhau. Chúng mình cùng chia sẻ xem là chúng mình thích cánh buồm vào thời điểm nào. 4. Ý nào dưới đây nêu đúng nội dung chính của bài đọc? A. Vẻ đẹp của những dòng sông quê hương. B. Vẻ đẹp của những cánh buồm trên dòng sông quê hương. C. Vẻ đẹp của những con tàu vượt biển khơi. D. Vẻ đẹp của những người lao động cần cù chăm chỉ. Đáp án đúng là đáp án B. Nội dung chính của bài đọc nói về vẻ đẹp của những cánh buồm trên dòng sông quê hương.
Câu 5 nói 2 đến 3 câu về cảnh vật em yêu thích ở quê hương mình. Gợi ý: em thích cảnh đẹp gì ở quê hương em? Vì sao? Ví dụ: quê hương em không đẹp nên thơ, nhưng em vẫn tự hào mà nói rằng được thả diều mỗi chiều trên đê quả là tuyệt. Những tia nắng cuối cùng trong ngày còn sót lại cũng là lúc lũ trẻ chúng em kéo nhau ra bãi cát chân đê chơi. Từng làn gió mát phả trong không khí đưa những chiếc diều bay xa và bay cao. Những ước mơ tuổi thơ của chúng em cũng được chắp cánh. Chúng mình cùng nói về cảnh vật chúng mình yêu thích ở quê hương mình, cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc cho bạn bè cùng nghe. Tiếp theo chúng mình chuyển sang phần luyện từ và câu. Dấu ngoặc đơn. 1. Các câu ở cột A có gì khác các câu ở cột B? A. Nguyễn Phan Hách là một nhà văn Việt Nam. B. Nguyễn Phan Hách mở ngoặc sinh năm 1944, mất năm 2019, là một nhà văn Việt Nam. A. Sông Bạch Đằng là con sông gắn liền với lịch sử chống giặc ngoại xâm của người Việt Nam. B. Sông Bạch Đằng mở ngoặc còn gọi là sông Rừng đóng ngoặc là con sông gắn liền với lịch sử chống giặc ngoại xâm của người Việt Nam. Các câu ở cột B có khác là có các dấu ngoặc đơn để chú thích cho chủ ngữ của câu được đầy đủ hơn so với cột A. Hai, dấu ngoặc đơn trong mỗi câu ở cột B bài tập 1 có tác dụng gì? Dấu ngoặc đơn trong mỗi câu ở cột B bài tập 1 có tác dụng đánh dấu phần chú thích nhằm mục đích giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm. Chúng mình cần ghi nhớ nội dung sau. Dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần chú thích, giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm. Vậy khi chúng mình muốn giải thích hoặc thuyết minh bổ sung thêm điều gì đó thì chúng mình sẽ viết ở trong dấu ngoặc đơn. Bài 3, có thể đặt dấu ngoặc đơn vào vị trí nào trong mỗi đoạn văn dưới đây? A. Chiếc xe đưa tôi từ Buôn Ma Thuột lên Buôn Đôn, một làng ở gần biên giới, những cánh rừng khộp bát ngát và bằng phẳng, kéo dài như không bao giờ dứt ở hai bên đường. Minh Khôi. B. Máu trên chân con voi vẫn chảy, người quản tược bèn hái lá xài đất và lá nhọ nồi, những thứ lá cầm máu rất nhanh, giã dập, rồi đắp lên vết thương cho con voi. Sau đó, ông lấy đất rừng nhào nhuyễn phủ lên trên. Lớp đất ấy sẽ giữ mảng thuốc như một lớp băng dính. Theo Vũ Hùng, có thể đặt dấu ngoặc đơn vào vị trí nào? À, chúng mình có thể đặt dấu ngoặc đơn cụm từ một làng ở gần biên giới vào trong dấu ngoặc đơn nhằm giải thích chiếc xe đưa tôi từ Buôn Ma Thuột lên Buôn Đôn. Muốn giải thích Buôn Đôn là một làng ở gần biên giới, vậy ở trong ngoặc này là giải thích thêm về Buôn Đôn. Hoặc cụm từ những thứ lá cầm máu rất nhanh, chúng mình để trong dấu ngoặc kép nhằm giải thích cho cụm từ lá nhọ nồi.
lá nhọ nồi là lá cầm máu rất nhanh. Đó, nhằm giải thích cho cụm từ lá nhọ nồi. 4. Viết đoạn văn 2 đến 3 câu về cảnh đẹp của một vùng quê hoặc nơi em sinh sống, trong đó có dùng dấu ngoặc đơn. Ví dụ, mỗi dịp nghỉ hè, em thường về thăm quê ở Thường Tín, mở ngoặc, một huyện ngoại thành của thủ đô Hà Nội. Nơi đây là một vùng quê xinh đẹp và yên bình. Những buổi sáng, ông mặt trời thức dậy từ sớm để đánh thức mọi vật. Ấn tượng nhất phải kể đến cánh đồng lúa rộng mênh mông phía xa, những bông lúa chín nặng trĩu, vàng ươm, nhấp nhô giữa đồng là các bác nông dân đang làm việc hăng say, khung cảnh mới đẹp làm sao. Chúng mình có thể viết về cảnh đẹp ở quê của chúng mình và sử dụng dấu ngoặc đơn. Tiếp theo chúng mình chuyển sang phần viết. Viết mở bài kết bài cho bài văn miêu tả cây cối. Mở bài thì gồm có mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. Mở bài trực tiếp trong văn miêu tả là giới thiệu ngay đối tượng mà mình muốn tả. Mở bài gián tiếp trong văn miêu tả là dùng những đối tượng khác để dẫn dắt tới việc giới thiệu đối tượng mình định tả. Kết bài gồm có kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng. Kết bài mở rộng nêu ý nghĩa hoặc đưa ra lời bình luận về câu chuyện. Còn kết bài không mở rộng chỉ cho biết kết cục của câu chuyện, không bình luận gì thêm. Chỗ này thừa chữ A và chữ V nhé. Chúng mình có thể bỏ đi. Một, đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi. Mảnh vườn nhỏ. Sau nhà ông bà có trồng một cây khế. Từ một cây khế bé nhỏ khẳng khiu, vậy mà cây lớn vùn vụt, trổ đầy hoa tím, đến nỗi ong vàng ham mật rủ nhau về xây tổ trên cành. Rồi khế ra quả từng chùm lủng lẳng. Quả nào cũng to, mỡ màng, mọng nước, kéo chĩu cả cành xuống. Bà tha hồ làm nộm, rang tép và kho cá với khế. Giáp Tết vừa rồi, ông phân phát từng chùm khế thật đẹp, tặng khách đến nhà chơi. Ông bảo đó là lộc của vườn nhà, cùng với cây cam, cây bưởi, cây hồng, cây khế, mang lại vẻ đẹp bình dị cho mảnh vườn nhỏ nhà ông bà. Theo Vũ Tú Nam. A. Mở bài giới thiệu thế nào về cây khế. B. Ở đoạn kết, cây khế được nhận xét như thế nào. Mở bài giới thiệu địa điểm của cây khế. Ở đoạn kết, cây khế được nhận xét mang vẻ bình dị cho vườn nhỏ sau nhà. Hai, cách mở bài và kết bài dưới đây có gì khác với cách mở bài và kết bài của bài văn trên? Mở bài: mảnh vườn nhỏ sau nhà ông bà trồng rất nhiều cây ăn trái, cây nào cũng sum xuê tán lá và bốn mùa thay nhau cho hoa thơm trái ngọt. Em thích nhất cây khế ở góc vườn. Bà bảo cây khế được ông trồng khi em tròn một tuổi. Kết bài:
sắp đến sinh nhật lần thứ 9 của em. Cây khế cũng tròn 8 tuổi. Rễ cây gân guốc trồi lên khỏi mặt đất. Em sẽ phụ giúp bà lấy ít bùn ao đắp quanh gốc cây. Em muốn cảm ơn cây khế đã cho mọi người quả quý quanh năm. Cách mở bài và kết bài có điểm khác với cách mở bài và kết bài của bài văn trên là: cách mở bài gián tiếp, nói các sự vật xung quanh xong rồi nói đến cây khế. Kết bài mở rộng, nêu những việc em sẽ làm và thể hiện được tình cảm của tác giả đối với cây khế. Đây là mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng. 3. Xếp các mở bài, kết bài ở hai bài tập trên vào nhóm thích hợp. Mở bài trực tiếp, mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng, kết bài không mở rộng. Mở bài ở bài tập 1 là mở bài trực tiếp. Mở bài ở bài 2 là mở bài gián tiếp. Kết bài ở bài 2 là kết bài mở rộng. Kết bài ở bài tập 1 là kết bài không mở rộng. 4. Viết mở bài và kết bài cho bài văn miêu tả một cây mà em biết theo một trong những cách sau: A. Mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp. B. Mở bài, kết bài mở rộng hoặc không mở rộng. Chúng mình tham khảo. Đây là mở bài trực tiếp. Tả cây phượng, cây bàng, cây xoài, cây me. Cây me, cây me nhé, bỏ giống nặng đi. Cây ổi, cây bưởi. Cây chuối, ở đây là cây chuối, không phải cây me, cây mẹ. Cây mẹ là đúng rồi. Ở đây là cây chuối. Đó, cây chuối hương. Đây là tả cây chuối hương. Cây ổi, cây bưởi. Mở bài gián tiếp. Tả cây chuối tiêu, cây xoài, cây phượng vĩ. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình đọc. Xong chúng mình bấm tiếp theo. Mở bài gián tiếp. Tả cây đu đủ, cây mai vàng, cây hoa hồng. Chúng mình bấm dừng để chúng mình đọc. Xong chúng mình bấm tiếp. Kết bài mở rộng. Tả cây phượng, cây bàng và cây ổi. Kết bài mở rộng. Tả cây xoài và cây hồng nhung. Chúng mình bấm dừng để chúng mình đọc. Kết bài không mở rộng là cây bàng, cây phượng, cây đa, cây ổi, cây xoài, cây hoa hồng. Chúng mình bấm dừng để chúng mình đọc. Tiếp theo, chúng mình sang phần vận dụng. Tìm đọc những bài văn miêu tả cây cối để học tập cách viết mở bài, kết bài. Chúng mình có thể tìm ở sách tham khảo hoặc tìm ở trên Internet. Bài tham khảo. Chúng mình đọc. Đây là cây phượng. Chúng mình đọc xong, chúng mình bấm tiếp theo. Chúng mình hãy bấm like và đăng ký kênh để xem được nhiều video đặc biệt nữa của cô Lan theo chương trình hệ thống kiến thức và bộ đề thi cuối học kỳ. Xin chào và hẹn gặp lại!